Số 4 là màu đen. Màu đen. Mặt trước, bên hông, phía sau, bên hông. Cái này nó có phai màu không thấy gì hết. Màu nguyên thủy luôn, màu của nó luôn. Cái này thì là cái móc khóa cài lại không bị gì hết. Nó sơn tĩnh điện. Nguyên bản luôn, không bị chày, không có gì hết ở chỗ này. Nhưng mà ở bên cái chỗ góc chỗ này thì nó cũng sẽ bị lủng một miếng nho nhỏ đây này. Mà mình để ở phía trong này á, cho nên là nó cũng sẽ không thấy. Không thấy. Nội thất ở phía trong thì nó cũng như những con kia, nhưng mà màu đen thì nó sẽ phía trong nó sẽ là màu vàng. Nội thất. Và ở dưới đáy của nó, ở đít đáy là nó mình để nó cũng sẽ bị chày một chút xíu. Con đen này cũng 2 triệu 3. 2 triệu 3.